Hello, Ri đây. Hôm nay chúng mình sẽ cùng biến hóa với một makeup look tông cam đất nhé. Đầu tiên với lớp nền, Ri sẽ sử dụng phấn lạnh từ nhà X20. Em này thì không cần nói nhiều nữa rồi vì luôn là best trong bộ sưu tập kem nền mà Ri từng sử dụng. Từ packaging tới chất phấn thì cái gì cũng phải nói là sang xịn mịn hết luôn ấy. Điểm nổi bật của em này là vừa tích hợp làm lớp trang điểm và lớp dưỡng da luôn, đồng thời cũng có khả năng chống nắng và độ kiềm dầu tương đối tốt. Chất phấn bên trong thoạt nhìn qua sẽ khá là giống một ly latte, nhưng thật ra là kem nền với phần vân trắng là tinh chất dưỡng da. Độ che phủ của em này thì chỉ tầm medium thôi. Như bạn nào có thâm mụn, nám tàn nhang thì cũng có thể apply 2-3 lớp để tăng độ che phủ. Vì được cái Ri thấy em này có trồng nhiều lớp thì cũng không có gây hiện tượng cộm phấn. Hiệu ứng mà lớp nền mang lại thì phải nói là cực kỳ tự nhiên luôn á. Nó sẽ tạp hoàn toàn vào da của mình, chứ không bị để cái màng trắng lạc quẻ trên da. Kiểu da thì một đường, mà lớp nền thì một nẻo, nhìn chất quốc á mọi người. Đây là before and after, lớp nền ổn áp quá chứ nhỉ. Đến lông mày, Ri sẽ sử dụng kẻ lông mày của Innisfree. Mọi người kẻ một đường ở phía dưới lông mày để định hình khuôn lông mày trước, sau đó mới nối đường lông mày phía trên xuống để tạo khuôn cho đuôi lông mày. Phần còn lại thì mọi người chỉ cần tô màu vào bên trong thôi. Nhưng riêng cái đầu lông mày thì mọi người chỉ cần phẩy vài sợi thôi, chứ đừng có tô đậm quá nha. Xong xuôi rồi thì mọi người lấy cái đầu cọ phía sau chải lại cho lông mày ngăn nắp với màu được tán đều ra hơn. Tiếp theo, Ri sẽ sử dụng màu nâu tạo khối trong bảng của Innisfree để tán lên toàn bộ màu mắt. Nhớ là phải tán cho cả phần bọng mắt dưới luôn nha. Sau đó, Ri sẽ sử dụng màu cam đất trong bảng nông trại đào của nhà Etude House. Ri sẽ tán ở sát phần chân mi để tạo chiều sâu cho mắt. Nhớ là phải đánh luôn cho cả phần bọng mắt dưới luôn nha, chứ không là nhìn kỳ lắm luôn á. Tiếp tục với bảng mắt đó luôn, Ri sẽ sử dụng màu nhũ vàng để tăng khả năng bắt sáng, giúp cho đôi mắt thêm long lanh hơn. Đến phần eyeliner, hôm nay Ri sử dụng của nhà Tony Moly. Kẻ một eyeliner hơi xít nhẹ nhưng mà phải thật sắc nét để tăng độ cuốn hút cho đôi mắt. Sau đó bấm mi để có một hàng mi thiệt là cong vút luôn. Để mi dài và dày hơn thì Ri sẽ sử dụng mascara của nhà Misa. Bây giờ thì sử dụng lại cái bảng tạo khối của nhà Innisfree. Bước này thì Ri sẽ bronzer nhẹ nhẹ để cho gương mặt mình trông ấm hơn thôi. Sau đó thì dùng tiếp luôn cái ô highlight bên cạnh. Ri sẽ chỉ highlight ở gò má, đầu mũi với nhân trung, tại vì Ri muốn cái chỗ này nó sẽ sáng hơn. Bước sắp cuối, Ri sẽ sử dụng má hồng của nhà Juicy Pan. Ri sẽ tán nó theo hướng ngang ấy, từ gò má vô gần cánh mũi, kết thúc với son môi của Appeal. Xong, bây giờ thì sẽ thay quần áo nha. 1, 2, 3. I never think, I never know.